Tử vi thứ bảy ngày 16 tháng 9 năm 2023 của 12 cung hoàng đạo hé lộ về công danh, tình duyên, tiền bạc. Sức khỏe ngày hôm nay của bạn chính xác nhất để xem đầy đủ chi tiết đăng ký hoặc truy cập youtube tử vi mỗi ngày.vn 1. Cung Bạch Dương xem bói tử vi thứ bảy ngày 16 tháng 9 năm 2023 của 12 cung hoàng đạo nói rằng Bạch Dương có những cái nhìn mới mẻ về mọi vấn đề trong ngày thứ bảy này. Bạn có thể trở thành người dẫn đầu xu hướng. Bạn có thể trở thành người khơi gợi nguồn cảm hứng cho mọi người xung quanh. Hôm nay, công việc dù khó khăn đến mấy cũng được hoàn thành suôn sẻ. Cung hoàng đạo này có thể sẽ nhanh chóng phải lòng một ai đó trong ngày hôm nay nhưng Bạch Dương đừng vội tiến tới một mối quan hệ quá thân mật. Trước hết, đôi bên cần có thêm thời gian để tìm hiểu kỹ hơn về nhau. Bạch Dương cần cẩn trọng hơn trước khi đưa ra các quyết định đầu tư. Bởi ý tưởng dù sáng tạo đến mấy thì không phải lúc nào cũng phù hợp với thực tế. Con số may mắn của Bạch Dương ngày 16 tháng 9 năm 2023 là 56 và 88. Hai, cung Kim Ngưu tử vi 16 tháng 9 năm 2023 dự báo rằng Kim Ngưu tỏ ra khá tự mãn. Bạn cho rằng mình xuất sắc hơn hẳn bạn bè, đồng nghiệp. Thái độ kiêu căng sẽ khiến mọi người có ấn tượng xấu về bạn đồng thời khiến bạn trở nên chủ quan, mắc phải những lỗi sai không đáng có. Có vẻ như mối quan hệ giữa Kim Ngưu và người ấy không nhận được sự ủng hộ của mọi người. Bạn cần dành thêm thời gian để cân nhắc thêm về tình cảm của mình. Việc làm ăn kinh doanh có vẻ tiến triển khá thuận lợi. Kim Ngưu có thể suy nghĩ đến việc mở rộng quy mô buôn bán của mình để kiếm về nhiều tiền hơn con số may mắn của Kim Ngưu ngày 16 tháng 9 năm 2023 là 56 và 89. Ba, cung song tử song tử rất vui vẻ và hoạt bát trong thời điểm thứ bảy này. Cuộc sống của bạn trôi qua thật yên bình. Đầu óc nhanh nhạy và tư duy sáng tạo giúp bạn luôn có cách giải quyết vấn đề mới mẻ bạn có thể trở thành người tiên phong trong một lĩnh vực nào đó song tử nếu còn đang độc thân khó có thể tìm được người tâm đầu ý hợp trong ngày hôm nay dường như chẳng có ai tạo ra được sức hút với bạn tiền đổ về túi bạn ào ào nhờ những quyết định đầu tư đúng đắn từ trước đó song tử là người có đầu óc kinh doanh đáng ngưỡng mộ đấy con số may mắn của song từ ngày 16 tháng 9 năm 2023 là 68 và 99. 4. Cung cự giải xem tử vi miễn phí 12 cung hoàng đạo tiết lộ cự giải muốn chứng tỏ giá trị bản thân của mình trong ngày này. Bạn muốn nhận được sự thán phục của mọi người. Muốn ghi điểm trong mắt bạn bè, đồng nghiệp, bạn cần hoàn thành tốt các công việc được giao còn nếu như chỉ nói suông thôi thì chẳng ai tin tưởng bạn đâu chớ chút những cơn giận bất chợt của mình lên đầu người ấy dù có yêu thương bạn đến mấy thì người ấy cũng không thể mãi chịu đựng những cảm xúc vô lý của cự giải mãi được đâu cự giải không nên quá vội nghe theo lời rủ dê của những người không thân thiết nếu quá cả tin bạn có thể tự đẩy bản thân vào cảnh hao tài tốn của đấy con số may mắn của cự giải ngày 16 tháng 9 năm 2023 là 11 và 68. Nam, cung sư tử theo tử vi ngày mới, sư tử tỏ ra khá thận trọng trong thời điểm này. Bạn chẳng bao giờ vội vã đưa ra bất cứ ý kiến, quan điểm nào. Nhờ tính cẩn thận, bạn có thể tránh được nhiều lỗi sai không đáng có thậm chí bạn phát hiện ra nguy cơ sớm hơn hẳn so với mọi người dường như sư tử đang đề ra những tiêu chuẩn quá cao cho người bạn đời tương lai của mình đôi khi những tiêu chuẩn bạn tự đặt ra chỉ là phù phiếm hãy cân nhắc lại xem sao nhé những ai chăm chỉ với các công việc làm thêm có thể kiếm được một khoản kha khá đây là động lực để sư tử tiếp tục cố gắng hơn mỗi ngày con số may mắn của sư tử ngày 16 tháng 9 năm 2023 là 31 và 55. 6. Cung Sử nữ tử vi phương Tây cho thấy Sử nữ cần phân tích vấn đề lý trí hơn trong ngày thứ bảy này. Chẳng phải việc gì cũng xảy ra theo linh cảm của bạn sự mơ mộng hoặc ảo tưởng có thể khiến bạn nhìn nhận vấn đề chưa thực sự chính xác. Khó khăn xuất hiện trong hôm nay dễ khiến bạn nản lòng. Sử nữ lắng nghe suy nghĩ. Cảm nhận của nửa kia trước khi đưa ra bất cứ lời phán xét nào. Bạn nên tin tưởng người ấy chứ không phải là tin theo lời ra tiếng vào của người ngoài. Không phải mối đầu tư nào cũng béo bở như sử nữ thoạt nhìn đâu. Hãy phân tích kỹ càng mọi yếu tố tác động trước khi đưa ra quyết định làm ăn. Con số may mắn của xử nữ ngày 16 tháng 9 năm 2023 là 68 và 90. 7. Cung Thiên Bình Thiên Bình hành xử một cách khéo léo trong thời điểm hiện tại bạn luôn bình tĩnh để quan sát mọi tình huống dù phải tiếp xúc với những nội dung công việc mới bạn cũng chẳng hề tỏ vẻ hoang mang lý trí giúp bạn phân tích ngọn ngành vấn đề vô cùng rõ ràng thiên bình luôn dành cho nửa kia của mình những tình cảm chân thành nhất bạn không ngại chiều theo những sở thích có phần vô lý của người ấy cốt là người ấy được vui những quyết định chính xác có thể giúp Thiên Bình kiếm được khoản lãi lời đầy triển vọng trong ngày hôm nay. Bạn không còn phải lo lắng vấn đề chi tiêu nữa. Con số may mắn của Thiên Bình ngày 16 tháng 9 năm 2023 là 78 và 99. 8. Cung bọ cặp bọ cặp thích một mình đưa ra quyết định trong ngày thứ bảy này. Bạn bỏ ngoài tai lời khuyên nhủ của mọi người bạn có thể sẽ mắc phải lỗi sai không đáng có vì chưa đánh giá được tình hình một cách bao quát hãy hạ cái tôi của mình xuống và lắng nghe nhiều hơn bọ cạp nên phân biệt được đâu là hiện thực và đâu là ảo tưởng của chính mình hãy hạ những tiêu chuẩn quá cao của mình xuống trên đời này làm gì có ai hoàn hảo có lẽ bọ cạp phải chờ thêm một khoảng thời gian nữa mới có thể đánh giá được hiệu quả kinh doanh Hôm nay đồng tiền vẫn chưa chảy về túi bạn con số may mắn của Bọ cặp ngày 16 tháng 9 năm 2023 là 51 và 88 9 Cung nhân mã nhân mã cần cẩn thận trước nguy cơ bị kẻ xấu lợi dụng Bạn cần suy nghĩ kỹ càng trước khi làm bất cứ việc gì Dù làm công việc gì đi nữa bạn cũng cần giữ vững chính kiến của mình người ngoài nói ngả nói nghiêng thế nào cũng sẽ chẳng ai hiểu được bản chất vấn đề như bạn đâu nhân mã và người ấy luôn quan tâm đến nhau những lời hỏi tham ân cần mỗi ngày cũng như những câu chuyện thú vị là điều hai người luôn chia sẻ với nhau chuyện đầu tư kinh doanh có vẻ không mấy lý tưởng nhân mã cần bình tĩnh chờ đợi thời cơ chứ đừng nên ham làm giàu chạy theo xu thế thị trường con số may mắn của nhân mã ngày 16 tháng 9 năm 2023 là 22 và 52. 10. Cung Ma Kết tử vi hàng ngày 12 cung hoàng đạo nói rằng Ma Kết có nhiều thay đổi bất ngờ sẽ đến với bạn. Bạn có thể sẽ cảm thấy khá áp lực. Hãy bình tĩnh đối diện với những biến động. Đừng quá mức lo lắng. Hơn nữa, xung quanh bạn vẫn luôn có những người tin cậy sẵn sàng dẫn dắt bạn mà. Mà kết đang có những suy nghĩ khá mơ mộng về chuyện tình yêu. Bạn hy vọng rằng mình có thể tìm được một người đồng điệu về tâm hồn, cùng mình tận hưởng cuộc sống. Muốn kiếm tiền về đầy túi, mà kết cần thử thách bản thân ở những phương án làm ăn khác nhau. Đừng mãi chỉ đi theo một lối mòn vạch sẵn con số may mắn của Ma Kết ngày 16 tháng 9 năm 2023 là 65 và 89. 11. Cung Bảo Bình Tử Vi 12 chòm sao Tây Phương chỉ ra rằng Bảo Bình thân thiện trò chuyện với mọi người trong thời điểm này. Mọi vấn đề được giải quyết suôn sẻ nhờ mọi người đồng tâm hiệp lực. Nếu có thời gian rảnh, bạn có thể bồi dưỡng thêm kiến thức cho mình. Cá tính độc đáo giúp Bảo Bình dễ dàng chinh phục được tình cảm của người khác. Nếu bạn chịu mở lòng mình hơn, bạn sẽ nhanh chóng tìm được đối tượng phù hợp. Tài chính của bạn không có nhiều biến động trong ngày hôm nay. Bảo Bình chi tiêu hợp lý hơn trước và luôn để lại một khoản tiền dự phòng. Con số may mắn của Bảo Bình ngày 16 tháng 9 năm 2023 là 35 và 68. 12. Cung Song Ngư Tử Vi ngày mới cho biết Song Ngư hành xử vô cùng khiêm tốn. Bạn không thích khoe mẽ thành tích của mình, vì biết học hỏi mọi người xung quanh nên bạn tiến bộ vô cùng nhanh chóng. Cấp trên hẳn sẽ giao trọng trách cho bạn, giúp bạn khẳng định bản thân. Song Ngư san sẻ những gánh nặng trong cuộc sống với người ấy. Bạn biết rằng người ấy luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra cho bạn những gợi ý đáng tham khảo mà nhờ khả năng chi tiêu hợp lý mà túi tiền của Song Ngư đang ở trạng thái tương đối dư giả. Nếu có thời gian dành, hãy thử nghiên cứu các lĩnh vực đầu tư. Con số may mắn của Song Ngư ngày 16 tháng 9 năm 2023 là 10 và 99.